một chiếc hộp đèn xịn sò xinh lung linh như thế này mà chưa tới 1 triệu, ghê chưa? Vậy mà mỗi khi báo giá thì các bác cứ lăn tăn à. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái quy trình sản xuất hộp đèn như thế nào, rồi các bạn hãy đánh giá đó nha. Let's go. Sau khi cuốn khung nhôm xong, mấy anh em sẽ cắt bỏ cái phần đó đi, cắt bỏ cái phần dư đi để cho nó vừa cái khung hộp mica. Anh em bài bớt cái này đi cho nó khỏi bén ha, để cho cái mí nó được sát hơn. Bây giờ sẽ là phần nối điểm lại, nối hai cái khung lại với nhau bằng một tấm thép. Đây, dùng bằng máy bắn li vê xịn sò chưa. Đây cái phần làm chân hộp đèn thì bên mình sẽ làm sắt vuông 25, và cái vòng này là sẽ cuốn cái vòng la này, cái vòng la này để cuốn để ôm quanh cái hộp đèn á. Rồi bây giờ tới phần hàng chân ha. Đây thì xài hàng bằng máy hàng mít, cho nên là mấy bạn học hàng này nó cũng rất là nhanh đó, cái đường mối hàng cũng rất khá là đẹp. Bây giờ cái phần đến này là cái phần ốp chân vào, ốp chân vào khung hộp đèn này thường dùng đinh IV ha, mình cố định 6 con để cho nó chắc chắn đó. Phần này là cái phần mà khoan lỗ để lòn cái dây điện xuống bên trên đằng sau, để lúc mà chúng ta bỏ mặt mica vô thì khỏi vướng. Thì giờ là phần đi đèn, nguồn thì mình sử dụng nguồn đũa 2A để kẹp trực tiếp vào trong luôn. Bóng thì bóng led led rọi 3W. Đây, đi đều ra. Rồi, này chúng ta dùng bằng dây teo ha, dây co, dây điện thì dây co. Đó. Đốt lên nữa là xong. Thì cái mặt mica này chúng ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ hấp mica nè, khuôn đun nóng rồi bỏ vào cái phần khuôn bên dưới để hấp cái mica ra, làm cái mica cho nó có cái khuôn. Đây, và đây là cái sản phẩm của nó nha các bạn. Đây, khi ra nó nổi như thế này. Đó, cái hộp đèn này nó sẽ khác cái những cái hộp đèn khác. Hộp đèn thông thường thì chúng ta sẽ dùng những hộp đèn mặt mica phẳng hoặc là hộp đèn bằng bạc, thì hộp đèn này nó sẽ khác hơn một tí, nó sẽ nổi lên. Cái G này nó làm cái điểm nhấn thôi. Cái bàn này sẽ gạt cắt bỏ cái phần dư đi để cho nó gọn vào bên trong. Rồi bắn keo lại cho kỹ càng, gọn gàng nhé. Chúng ta đi cho bóng rồi để về lâu về dài thì nó sẽ không có bị bung ra. Rồi phần này chúng ta sẽ vô mica nữa là hoàn thiện một cái hộp đèn các bạn. Đó, quy trình sản xuất nó cũng khá là lâu. Đó, để ra được một hộp đèn như thế này thì rất là tâm huyết các bạn ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào video sau nhé.